Từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã giới thiệu việc làm cho 6.400 đoàn viên thanh niên, trong đó có hơn 1.300 đoàn viên thanh niên được giải quyết việc làm. Bên cạnh hoạt động tư vấn giải quyết việc làm, các cấp bộ đoàn còn chú trọng tạo môi trường điều kiện cho thanh niên tham gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đặc biệt gắn đào tạo nghề cho đoàn viên thanh niên và lao động nông thôn theo chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững qua đó xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như trồng dược liệu, làm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh doanh. Trong năm nay, tỉnh đoàn Con Tum hỗ trợ mới 8 dự án và đang tiếp tục hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên với số tiền trên 1 tỷ đồng. Đồng thời kết nối giúp thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Đến nay, tổng dư nợ ủy thác cho vay đạt gần 740 tỷ đồng với trên 14.000 hộ thanh niên vay vốn với sự hỗ trợ của tổ chức đoàn và cấp ủy chính quyền địa phương thanh niên nhất là thanh niên người dân tộc thiểu số đã có ý chí vượt khó vươn lên thoát nghèo có công việc ổn định từ đây góp phần xây dựng nông thôn mới cũng như tạo ra bước đột phá trong cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững